Vâng, em xin gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi kênh bên em nhé. Hôm nay nhà em lên thanh lý cho quý vị hai cái con, cho quý vị một cái con công suất gồm với cả một cái thớt, đây là hai thớt nhá. Đấy, một thớt công suất, một thớt của MD này. Đấy. Ok. Thì cái này em bán thanh lý thôi nhá. Đấy, chứ còn chức năng thì em test cho quý vị thôi, chứ còn em chả quan tâm gì đâu nhá. Đấy, mọi chức năng quý vị về muốn nghiên cứu gì thì nghiên cứu, hay là bác thợ là lấy linh kiện này thì lấy nhá. Hay là bác nào thích nghe nhạc thì tùy. Nói chung là em cũng các bác của các bác rồi thì các bác làm gì cũng được. Đấy. Còn em chỉ biết là bán thanh lý. Test chức năng nào cho quý vị thì là test thôi, chứ còn cái nào em không test được thì em cũng không quan tâm, được chưa ạ? Đấy. Về tổng quan thì đây, em này là hai thớt. Đấy, quý vị có thể đặt như này cũng được. Đấy. Hoặc là quý vị có thể đặt như thế này cũng được. Đấy. Nói chung là quý vị đặt kiểu gì nó cũng được nhá, hai cái thớt này. Đấy. Ở đây thì đây cái mặt sau đây. Đấy. Ở đây thì em thấy nó có thêm cả cái đường optical in này. Đây này, đấy, bên trên là có optical in. Đấy. Và bên dưới thì có AUX in và layout. Đấy, để quý vị có thể kết nối tín hiệu ra vào được nhá. Đấy, bên cạnh đây thì có ở bên cái thớt công suất này thì có cả FM và AM này. Đấy. Cái thớt công suất này nhưng nó còn kiêm luôn cả cái CD này. Đấy. Đấy. Đấy, vẫy rất là hoành tráng luôn nhá. Đấy, ngoài ra thì nó có thêm cả optical out này, optical in này. Đấy. Công suất thì là 47W này. Đó. Con này có mã là 9MH quý vị nhá. Đấy, CMD 9MH. Đấy, ở đây thì nó kết nối với nhau thông qua một cái sợi cáp này. Đó. Ở đây thì em test luôn được quý vị cái, và em test thêm cho quý vị rồi nhá, test thêm cho quý vị cái chức năng điện thoại này. Đấy, còn cái MD này thì em không có đĩa đâu, nên em không test cho quý vị đâu nhá. Đấy. Bán thanh lý lên với cái giá thanh lý thì quý vị về làm gì thì làm thôi. Đó, ok. Đấy, đây thì nó kết nối rồi này. Đấy, đây volume to nhỏ này. Bài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em, khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón. Ok nhá. Đấy, em bán thanh lý con này là 550.000. Đấy. Thì quý vị nào lấy thì alo luôn cho em. Đấy. Còn quý vị cũng đừng hỏi em là các cái chức năng ví dụ như là MD hay là đường quang hay là cái này cái nọ là còn chạy không nhá. Đừng hỏi em cái đấy, bởi vì là em đã bán thanh lý thì chức năng em không quan tâm. Đấy. Nên là quý vị cũng đừng có đặt ra những câu hỏi nó rất là buồn cười đúng không ạ? Bán thanh lý thì gì quan tâm thì chức năng đúng không? Còn cái này là em test thêm cho quý vị là test thêm thôi. Còn nếu quý vị thích những cái đường đấy thì thêm tiền cho em, nó khoảng 2 triệu nhá. Đây nếu muốn CD này, đấy, MD rồi quang thứ mà bảo là tôi cần một con nó chạy đầy đủ thì cứ alo em nhá. Đấy, em có con nó khoảng hơn 2 triệu. Đấy, cũng kiểu như này. Đấy thì các bác cứ thích thì alo cho em. Còn em bán thanh lý thì là đừng hỏi em chức năng các thứ gì nhá. Đấy, thế là anh em cho nó thoải mái. Ok. Đấy thì bác nào lấy thì alo luôn, em qua số điện thoại là 0966594581 nhá. Địa chỉ là 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Là vui không quên người sương gió phương trời.